Xin chào các bạn. Tiếp tục trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn đăng ký một cái tài khoản ngân hàng quốc tế để nhận tiền ở trên tất cả các nền tảng platform Google, Amazon và tất cả các nền tảng khác để cho tất cả các bạn bắt đầu vào làm MMO có cái tài khoản bank để chúng ta nhận tiền ha. Thì cũng tương tự giống như là những cái tài khoản bank về Bitcoin hay là Pinpon. Thì Lion này thì đây là một cái tài khoản ngân hàng mới ra sau này thì giúp cho các bạn làm MMO có được những cái điều kiện về nguyên liệu để chúng ta nhận tiền từ những cái nền tảng đấy ha. Thì trước hết đó là các bạn hãy vào trong cái link đăng ký ở dưới video của mình và sau đó các bạn mở ra và trong cái form đăng ký Lion Global này các bạn điền quốc gia Việt Nam, email, mật khẩu và số điện thoại và các bạn lấy cái mã xác thực số điện thoại đấy, các bạn verify. Trong cái phần verify này thì cái form này thì các bạn cần phải hiểu được là chọn đúng cái hình ảnh ha, chọn đúng cái hình ảnh ở phía trên từ bắt đầu từ trái sang phải ha. Đây các bạn click vào đấy. Rồi sau đó các bạn chọn tiếp tiếp theo. Sau khi xong rồi thì các bạn nhập cái mã xác thực vào. Rồi sau khi các bạn nhập mã xác thực các bạn tích vào hai cái ô bên dưới và các bạn chọn tiếp tục ha. Trong cái phần này thì mình sẽ điền những cái thông tin cá nhân của mình, họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú. Thì cái phần này thì các bạn nhớ điền cái địa chỉ giống như ở trên căn cước công dân của mình để nó đồng bộ thông tin, mình xác minh cho nó nhanh. Sau khi các bạn điền hết tất cả những cái thông tin rồi á thì các bạn nhớ chọn là click vào nút gửi để tiến hành bước tiếp theo. Sau khi gửi xong thì mình vào trong email mình xác nhận cái email, xác nhận cái tài khoản đăng ký ha. Các bạn click vào là xác nhận email. Rồi các bạn chọn ok. Đấy, email của bạn đã được xác nhận ha. Thì trong phần này thì các bạn nhớ click vào cái nút xác minh ở phía trên này, xác minh tài khoản. Thì các bạn click vào cái nút xác minh này thì nó có những cái điều khoản để chúng ta sẽ xác minh. Cái phần đầu này thì thông tin của các bạn thì đã điền hết rồi ha. Bây giờ các bạn click vào nút xác minh tự động khuyến nghị, các bạn chọn bắt đầu để xác minh. Thì trong phần này thì các bạn có thể quét cái mã QR code và các bạn quét ở trên điện thoại á, rồi sau đó là các bạn quét cái khuôn mặt của mình và chụp cái giấy căn cước công dân lên và cho nó đồng bộ với nhau. Cái cách xác minh này cũng tương tự giống như các bạn xác minh một cái ngân hàng ở địa phương ha. Rồi sau đó là các bạn chọn gửi. Sau khi các bạn gửi xong rồi thì các bạn đợi trong cái khoảng 2 đến 4 ngày, đợi 1 đến 2 ngày những cái ngày làm việc thì bên chỗ ngân hàng này để xác minh. Ok, thì sau khi xong rồi thì các bạn check email, thì các bạn vào email thì cái tài khoản của bạn đăng ký thành công. Các bạn click vào cái menu nhận này thì chúng ta sẽ tạo ra những cái tài khoản bank. Ở đây mình tạo ra tài khoản bank US rồi, thì bây giờ mình sẽ tạo ra một tài khoản bank về UK ha, về và mình sẽ chọn click vào cái e-commerce này, platform và publish. Chọn ok ha. Trong phần này khi mình tạo như vậy là đã có một cái tài khoản bank như thế này rồi. Thì trong những tài khoản bank này thì chúng ta có thể nhập vào trên những cái nền tảng để mà nhận tiền thôi. Ok, thì đây là cái quá trình mình hướng dẫn cho các bạn đăng ký tài khoản Lion Shop. Chào tạm biệt các bạn.